ra địa chỉ được không? Chuyện gì? Chị Bình. Đây là cái lông não này. Lông não. Cái hàng này không được trồng cái hàng lông não này. Nó cái chết rồi nó trồng lại lông não mới. Để được đâu? Ăn lông não. Được đây đẹp. Đừng coi lông não này. Cái nhà. Quay. Cái này là gọi là cái gì cô? Không biết tên. Bia của Hồng ạ. Hả? Bia của Hồng. Dạ. Ủa Hồng này không cô? Hồng này. Bia của Hồng. Trưng của Hồng ạ. Trưng của Hồng. Đúng rồi, thả môi Hồng. Trước là thi dọn ở đây không? Hồng. Rồi đi vô hả? Bây giờ đang học sinh học mà. Giờ có học sinh học chứ đâu có ấy đâu. Học sinh học bình thường. Bình thường lắm à.